Rồi, thôi chúng ta bắt đầu bài học nha. Các bạn nào vô sau thì học sau đi. Rồi, đầu tiên thầy sẽ ôn lại cho các em. Rồi, còn bên đây là ôn. Ôn bài 1. Rồi, bài 1 là mình học về hàm số. Rồi, các bạn còn nhớ khái niệm hàm số không? Bây giờ thầy có một cái hàm ti bằng giả sử như 4x mũ 2. Rồi, bạn nào cho thầy biết x là cái gì và y là cái gì? Rồi, thầy mời bạn số 4. Dạ thầy, y là hàm số, còn x X là là gì? biến số. X là biến số. Còn y? Dạ hàm số. Hàm số của x. Rồi, ok. Rồi, khái niệm thứ hai của mình đó là đồ thị. Thì các em còn nhớ đồ thị là mình cần lưu ý những cái điểm nào hay không? Thì mời bạn số 1. Rồi, bạn số 1 vô chưa? Rồi, bạn số 12 đi. Dạ là không cho số quá lớn, không cho số 6, vậy này là không cho nhiều số. Rồi, rồi, đầu. Rồi, đầu tiên bước 1 là mình làm cái gì trước? Bước Dạ 1 là mình là làm gì? lập bảng giá trị. Đúng rồi, là bảng giá trị. Và cái bảng đó đó, mình cần lưu ý những điều là... Không Rồi, cho em nói đi. số quá lớn. Đúng rồi, không cho số lớn. Rồi. Rồi, chờ thầy xíu nha. Nó mất tiêu rồi. Rồi em trả lời lại giùm thầy đi. Bước 1 là mình lập bảng giá trị. Alo, nghe này nói không? Dạ nghe. Rồi, rồi, rồi. Rồi trả lời lại giúp thầy đi. À, là bảng giá trị mình cần lưu ý những điều gì? Dạ là không cho số quá 6. À, không cho số 6. Số 6 gồm những cái phân số. Dạ. Rồi, thứ hai. Không cho số lớn. Không cho số lớn. Và thứ ba là Không cho nhiều số. không cho nhiều số. Thường thì mình cho mấy số là đủ? Dạ, hai hoặc ba số. Mình cho hai. Mình cho hai là được rồi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cái thứ ba nó là tính đồng biến nghịch biến của hàm số. Rồi, thầy mời bạn số 13. Dạ. Rồi, em còn nhớ là hàm số như thế nào gọi là đồng biến và hàm số như thế nào gọi là nghịch biến hay không? Yeah. Này đồng biến là x và y nó cùng tăng. Ừ, chắc Dạ. chắc không? Đó là x y nó chỉ cần biến đổi cùng với nhau là được rồi em. Tức là x của em có thể tăng, y tăng luôn, và x giảm thì y cũng giảm luôn.
Chứ không nhất thiết là nó phải tăng hết nha. Rồi, nghịch biến. Nghịch biến thì như thế nào? Bạn số 13 luôn. Thầy, nghịch biến là biến đổi nó cùng giảm. Biến đổi ngược nha. Biến đổi ngược nha tức là sao? Được không em? Dạ là ở x thì nó tăng nhưng mà y thì nó giảm, hoặc là x giảm y tăng. Đúng rồi. Đúng rồi, một thằng tăng một thằng giảm thì gọi là ngược hay là nghịch biến á. Còn x giảm thì y sẽ tăng. Đó. Rồi phần này chỉ là ôn lại cho các em nhớ thôi nha. Rồi hôm nay mình qua bài mới. Rồi mình qua bài hàm số bậc nhất. Rồi hôm trước thầy có nói sơ cho các em về phần này rồi. Thầy có một hàm số là y bằng 4x đi. Y bằng x mũ 2. Y bằng x mũ 3 cộng x. Và các em để ý nè. Thì bên trái của mình á luôn luôn là y. Đây. Chứ không có 4y, 3y gì hết nha. Bên đây chỉ là y thôi. Và cái tên của cái hàm á thì nó sẽ phụ thuộc vào cái bậc cao nhất nè. Rồi bạn nào cho thầy biết coi, vậy hàm đầu tiên là hàm bậc mấy? Bạn số 12 đi. Dạ đầu tiên là Rồi em chữ quý nè, bậc của x là bậc mấy? Dạ là bậc nhất. À, bậc 1, ở đây là bậc 1 nha. Vậy thì tên hàm của mình nó sẽ là hàm bậc nhất. Nhất là 1 á. Rồi, em để ý nè, chỗ này bậc cao nhất của mình là bậc mấy? Bậc 2. Rồi, vậy tên hàm này sẽ là hàm bậc 2. Rồi. Rồi phía dưới em lấy bên đây hay lấy bên này? Dạ lấy bên số 3. Rồi, lấy bên số 3 tại vì số 3 nó là bậc cao nhất. Vậy hàm này nó sẽ là hàm bậc 3. Rồi, được không? Hiểu không? Dạ hiểu. Rồi, ok, em chịu em. Rồi thì cái hàm hiện tại các em học đây nè, nó là hàm bậc nhất á. Thì cái bậc x, nhớ lưu ý cho thầy bậc x chỉ là bậc 1 thôi nha, không có bậc 2, bậc 3 gì ở đây hết. Rồi cái hàm này nè, 21, các lên càng cao các em sẽ được học tới nó. Rồi vậy mình quay lại hàm bậc nhất của mình. Thì nó sẽ có dạng là y bằng ax cộng b. Rồi bạn nào nhắc lại cho thầy xem. Bạn số 3. Em nhắc lại cho thầy xem. Y này gọi là cái gì vậy? Dạ thưa thầy, y là hàm số. Rồi, x. Dạ là biến số. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn em. Rồi, hôm nay mình sẽ biết thêm vài cái khái niệm nữa, vài cái tên nữa. Thì trong những thằng này nè. Thì A của thầy á. Thầy gọi nó là hệ số. Hệ số mà nó đứng phía trước x á, thì mình gọi nó là hệ số gốc. Còn B của mình á, nó là hệ số tự do, hay mình còn gọi nó là tung độ gốc. Rồi A của mình nó phải khác không? Rồi các em suy nghĩ giùm thầy, tại sao A phải khác không? Rồi em mà biết giơ tay giúp thầy nha, tại sao A phải khác không? Rồi, thay mà bạn Thanh Lợi.
Dạ thưa thầy là a phải khác không, vì nếu mà a không khác không thì nó không phải là hàm số. Vậy thì giả sử a nó bằng không đi nha, điều kiện của mình bắt buộc phải là a khác không nha. Vậy nếu là giả sử a nó bằng không thì sao, thì y nó sẽ bằng y nó sẽ bằng y, gì bằng b, y nó sẽ bằng không nhân x đúng không? Yeah. Cộng b đúng không? Vậy thì nó là y bằng b chứ gì nữa. Vậy thì cái hàm này nè của mình nè, nó có phải là hàm bậc nhất không? Đây, hàm này có phải là bậc nhất không? Không phải. Ờ đúng rồi, mà hàm này gọi nó là hàm gì? Hôm bữa trước thầy có nói đó nhớ không? Dạ thưa thầy, gọi là b là hệ số nha, b là một con số nào đó, b là một con số bất kỳ. Nó là hàm hằng. Nhớ chưa? Hàm hằng ở đây chính là hằng số. Rồi các em lưu ý nha, thì a bằng 0 á thì lúc này á cái bậc của mình á nó không còn là bậc 1 nữa, nên mình không gọi tên nó là hàm số bậc nhất được. Vậy thì để đảm bảo nó là hàm số bậc nhất thì bắt buộc a nó phải khác 0. Rồi, ổn hết ha. Rồi, thầy qua ý thứ hai, nó là tính đồng biến và nghịch biến. Cái đồng biến nghịch biến á, thì hôm trước á, cái phần mà ôn lại hàm số á, thì thầy cũng đã nhắc sơ cho các em rồi. Bây giờ thầy sẽ hỏi. Rồi, đồng biến trước đi. Thì em nào còn nhớ hàm số của mình đồng biến khi nào không? Thầy mời bạn số 10. Đấy thưa thầy là hàm số đồng biến khi nó khi hệ số của nó là dương. Ờ đúng rồi. Cái mà hàm số đồng biến mà x tăng y tăng theo hoặc x giảm y giảm theo á, cái đó là cái định nghĩa của người ta nha. Còn khi các em làm bài tập á, thì các em chỉ cần xác định chỗ này cho thầy nè, xác định cái hệ số A này nè, xem nó âm hay nó dương là đủ rồi. Nhớ là hệ số A là hệ số đứng phía trước x nha, không phải là B nha. Rồi, vậy thì đồng biến là A dương hay âm? Em nói lại xem. Vậy thì A là dương. Rồi, A dương. Rồi, chính xác. Rồi, vậy thì em trả lời luôn cho thầy về thì nghịch biến thì sao? Vậy thì nghịch biến thì A bé hơn 0. Ờ, A âm. Vậy mình còn một trường hợp nữa là A bằng 0 thì sao? Nó đồng biến hay nó nghịch biến? A bằng 0. Ừ. A bằng 0 sao? Nó là hàm hàm. Đúng rồi, thầy mới giải thích trên này 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 nè. A bằng 0 nè. A bằng 0 thì nó không còn là hàm bậc nhất nữa, thì nó chính là hàm hằng. Vậy thì lúc đó nó không có đồng biến, cũng không có nghịch biến luôn. Rồi, đúng rồi. Anh chịu em. Các em còn một cách nữa để xác định tính đồng biến, nghịch biến của cái hàm này. Đó là dựa vào cái đồ thị. Rồi, các em nào còn nhớ đồ thị của cái hàm y bằng ax cộng b là nó là một cái hình gì không? Mở trước thầy có cho vẽ rồi đó. Bạn nào nhớ ra tay giúp thầy xem. Rồi không ai nhớ hết. Rồi Thành Lợi. Thành Lợi là bạn Thành Lợi. Chỉ có bạn Thành Lợi nhớ thôi sao. Rồi thầy mời em luôn. Cái dãy hệ tọa độ hả thầy? Hay là cái cái đồ thị. Đồ thị đồ thị đúng của rồi. Hàm y bằng ax cộng b nè. Hàm bậc nhất đó. Thầy là vẽ một hàng x và một hàng y. Rồi ví dụ như thằng y bằng 2x nè, thì đồ thị của nó là một cái hình gì? Dạ thầy là một cái hình có x. Nó là đường gì? Đường gì nhớ không? Đường gì? Để nhớ. Đường hoành, có đường hoành, hoành là ngang qua. À không. Ý thầy hỏi là đồ thị của hàng này nè. Đây của hàng này nè. Nó là một đường gì?
đường thẳng hay là đường cong? Nhớ không, nhớ không? Bài tập thầy có cho em làm, em vẽ đúng đó, nó là đường gì? Nó là một đường thẳng. Còn cái này là hệ trục tọa độ của người ta luôn luôn là x, oy rồi. Còn cái đường y bằng 2x của em nè, đó là đường này nè, đó thằng này nè, đó thầy, cái thằng này nó chính là cái đồ thị á, đồ thị của y bằng 2x á. Ý thầy là hỏi cái này nè, rồi hiểu không? Thì hiểu rồi. Các em thấy nè, rồi cảm ơn em. Các em thấy nè, từ trái qua phải á, mình xét từ cái điểm này nha, từ trái qua phải á là x của mình tăng. Thì em coi cái điểm này nè, đây x tăng nè, y nó như thế nào? Y có phải nó tăng theo không? Đây, y càng ngày càng lớn nè, 5, 4 gì nè. Thì các em thấy cái đồ thị của mình á, nó đi lên á, thì đó chính là hàm đồng biến. Đây, đồ thị đi lên. Còn ngược lại, nếu mà ta có một cái đường này, thì em thấy nè, x mình vẫn xét theo cái chiều này, chính là x tăng, thì y của mình nè, đây, x càng tăng thì y nó sẽ càng nhỏ lại, đây, với x này nè, thì y nó âm luôn. Vậy thì đồ thị của mình nó là đi xuống. Vậy thì đi lên là đồng biến, còn đi xuống là nghịch biến. Vậy cuối cùng, thầy tổng kết lại á, đó là em muốn xét tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số bất kỳ thì mình có 3 cách. Cách thứ nhất á, là em xem x tăng, y tăng, hoặc là x giảm, y giảm thì là đồng biến. Còn trường hợp kia là nghịch biến. Cách thứ hai á, nếu nó là hàm bậc nhất á, thì mình xét nó là nhìn hệ số A thôi. Hệ số A dương thì nó là đồng biến. Còn cách thứ ba á, là xem cái đồ thị á, nếu mà người ta cho đồ thị á, thì xem nếu mà nó đi lên nè, thì nó đồng biến. Còn nó đi xuống nè, thì nó chính là nghịch biến. Rồi, thầy sẽ cho các em một ví dụ. Rồi, thầy để cái này bên đây luôn, cho các em khỏi quên. Rồi, ví dụ áp dụng một. Các em xác định A, B và hàm số đồng biến hay nghịch biến. Rồi, câu A y bằng 2x cộng 1. Y bằng 1 trừ 5x. Rồi các em bắt đầu suy nghĩ đi nha. Rồi, cái bài đầu, mấy bài đầu dễ thầy sẽ gọi bất kỳ nha. Bạn số, bạn Anh Thư đi. Anh Thư, câu A được không em? Rồi, đâu trả lời giúp thầy xem.
À, từ từ mình xác định AB trước. A là 2, còn B là 1. Rồi, cho anh xếp. Rồi, A bằng 2. Đây, nó nè. Rồi, B bằng 1. Rồi, vậy thì nó đồng biến hay nghịch biến? Đồng biến. Sao? Chắc chưa? Chốt kèo chưa? Yeah. Rồi, đồng biến đúng không? Sao anh biết nó đồng biến? Tại mà tính nhẩm rồi. Ừ? Sao biết đồng biến? Nói lại coi. Rồi, nhẩm rồi. Nè, em nhìn vào cái A nè. Đấy, lý thuyết bên này thì vừa giảng xong. Đây, A dương nè, thấy không? Thì hàm số của mình là đồng biến. Vậy thì mình chỉ cần dựa vào cái A này thôi. Vậy là do A dương. Rồi, cảm ơn em. Rồi, câu B vẫn còn dễ. Rồi, em mời bạn số 12. Dạ, cái này là đồng biến. À, từ từ mình xác định AB trước đi. Dạ, A còn bao nhiêu? Trừ 5. À, em nói lại giùm thầy nghe không rõ. Dạ, A là trừ 5. A là trừ 5. Rồi B. Dạ là 1. Rồi B là 1. Tại sao vậy? Sao A không phải là 1? Dạ tại theo cái công thức chung là A là cái chung với cái ít á. Rồi đúng rồi, chính xác. Đây nè, các em nhìn nè, cái ít của mình ở phía sau nè, thì cái hệ số mà đứng phía trước ít á nó mới chính là A nha. Còn cái con số này không phải nha, con số này là B. Mình phải viết đảo lại là trừ 5x cộng 1 á. Rồi, chính xác. Rồi, vậy thì hàm số này đồng biến hay nghịch biến? Dạ là nghịch biến. Rồi, nghịch biến, tại sao nó nghịch biến? Dạ, tại cái A nó bé hơn không? Đây nè, A trừ bằng trừ 5 nè, nó bé hơn không? Rồi, đúng rồi, cảm ơn em. Rồi, câu C. Từ câu C xuống câu E, thầy cho các em tự nguyện giơ tay nha. Rồi, có bạn nào được không? Rồi thầy mời bạn cũng nhiều ha. Rồi thầy mời bạn Tuyết Anh đi. Câu hỏi câu C là A là 5. A là 5. B là? B là 5. B là 5 luôn. Ừ, tại sao vậy? Sao phía trước ít? Phía trước x của thầy nó chỉ có 2 thôi mà. Dạ, tại vì thu gọn lại 2x cộng 3x bằng 5x. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây em có x nè. Ở phía sau em cũng có x nè. Vậy thì em phải gom 2 cái x này lại. Đây, gom 2 cái x này lại thì nó là 5x cộng 5. Vậy thì A của mình là 5 và B là 5. Rồi, vậy suy ra thằng này đồng biến hay nghịch biến? Dạ, thầy là đồng biến. Rồi, nó là đồng biến. Rồi, giải thích cho thầy xem. Thầy là A dương. Rồi, A dương. Rồi, ok, chính xác. Cảm ơn em. Rồi, bạn tiếp theo. Bạn số 7 đây. Dạ. Dạ là A là trừ 1. Rồi, A bằng trừ 1. Dạ, B bằng 7. B bằng 7. Rồi, tại sao em chọn cái hệ số này hay là hệ số này? Dạ, là sao vậy? Như là em chọn thằng này là A hay là thằng này là A? Dạ, là trừ ra thì nó... Đúng rồi. Đúng rồi, em phải gom hai thằng này lại. Tại hai thằng này đều chứa ít hết.
thì em phải gom hai này lại để ra được là trừ x và gom 5 với 2 lại thì nó sẽ ra là 7. Đúng chưa? Dạ. Rồi các em lưu ý lại cái công thức hàm số bậc nhất của thầy nè. Nó chỉ có ax thôi, không có cộng thêm cái gì x nữa hết. Thì những cái mà nào mà có x á thì em cộng dồn nó hết lại thì cái hệ số phía trước nó mới chính là a. Rồi vậy hàm này đồng biến hay nghịch biến em? Dạ nghịch biến. Rồi nghịch biến, tại sao nghịch biến? Dạ tại a bé hơn 0. Rồi tại vì a nó âm. Rồi chính xác, quá chính xác luôn. Rồi cảm ơn em. Rồi câu E. Câu E thầy mời, thầy mời bạn số 8 này. Là A là bằng 6. A bằng 6. B. B là 1. B là 1. Rồi đây. Sao em? B là nhân. Em lấy 3. Em nhân vô. À, rồi. Rồi tại sao? Tại sao ở đây em không lấy A bằng 3 luôn? Tại vì phía trước x nè, phía trước x con số 3 nè. Tại vì phía trước x ở đây nó còn số 2 nữa nè, thấy không? Mà ở đây nó có số 3 nữa thì mình đâu có lấy một trong hai số này được, mà mình phải thực hiện cái phép toán trước đó. Thì nó chính là 6x. Rồi em nhân vô đây, cộng hai cái hệ số tự do lại nó ra là cộng 1, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi các em nhớ nha, mình muốn xác định đâu rồi bạn mới phát biểu đó, trả lời luôn nhìn thấy cái hàm số đồng biến hay nghịch biến. Giờ là đồng biến. Áp dụng 2 của mình nó sẽ khó hơn xíu, lúc này nó có thêm một cái hàm số nữa. Đó là em đi tìm M cho thầy. Để cho cái hàm số của mình nó đồng biến. Để hàm số rồi, câu A đi. Thì bằng 2mx trừ 3 đồng biến.
Rồi, các em bắt đầu làm nha. Bắt đầu suy nghĩ đi. Rồi em nào cảm thấy mình làm được thì cứ mạnh dạn giơ tay nha, để thầy biết. Thành lại làm xong rồi em. Rồi thành lại bật máy lên đây đi, xong rồi hả? Dạ em dạ, em nghĩ trong đầu biết đúng hay không? À tức là em nghĩ ra thôi chứ em chưa làm đúng không? À, tức là em có hướng đi đúng không? Dạ. Rồi, rồi ok, vậy cho em làm câu A luôn. Để các bạn làm tương tự các câu phía dưới. Rồi em nói thử thì giúp thầy xem. Dạ thưa thầy, theo em là em chuyển từ 3 qua vế y bên phải. Rồi, chuyển từ 3 qua bên phải hả? Rồi, tức là nó sẽ ra là... 3. Chờ thầy xíu. Rồi, vậy thì nó sẽ ra là y cộng 3 bằng 2m x đúng không? Dạ. Ý em là vậy phải không? Rồi, rồi xong nữa. Không, nhưng mà đúng rồi, em không có y trong đầu thầy. Em chỉ cộng 3 bằng 2m x thôi. Nhưng mà bên đây mình còn y mà. Rồi, mình còn y bên này nữa. Rồi, các em nhớ lưu ý nè. Bên phải, bên trái của em á, chỉ giữ cái y này thôi, đừng có cộng thêm, đừng có cộng trừ thêm gì nữa hết. Cái hàm của mình bắt buộc bên phải, bên trái nó phải là y bằng cái gì đó. Rồi vậy thì cho các em gợi ý nè. Để cho các em gợi ý. Rồi, mời trên luôn. Rồi, sửa cái đề lại thành xác định. Không được rồi. Phải tìm m trước thôi. Tức là em dựa vào cái nào? Dựa vào cái nào mà để biết nó đồng biến hay nghịch biến? Lúc cái lúc nãy thầy nói đó. Đây, A nè. A dương với A âm á. Đó. Muốn biết đồng biến hay nghịch biến thì mình phải dựa vào hai thằng này rồi mình biện luận thử xem m nó ra bao nhiêu để nó thỏa mãn cái tính chất đồng biến.
Rồi, có em nào được không? Rồi, thầy mời một bạn bất kỳ nha, cùng giải với thầy. Rồi, thầy mời bạn số 11. Rồi, bạn số 11 cho thầy biết hàm số đồng biến thì sao? Dạ, A dương. A dương. A dương. Mà A đâu? Dạ, A là 2MX. Rồi, đúng rồi. A là hệ số phía trước X nè. Đây nè. Cái này nè, là A nè. Vậy có phải là... Vậy có phải là 2M lớn hơn không không? Dạ, phải. Rồi, vậy thì M của em nó như thế nào? Dạ, thưa thầy, M lớn hơn trừ 2. Ừ, chắc chưa? Xui chưa? Chốt kèo đi. Rồi em làm sao? Làm sao? Nào, alo, alo, còn nữa không em? Dạ, lớn hơn không. Ừ, đúng rồi, nó phải lớn hơn không. Đó. Vậy thì M lớn hơn 0 thì nó sẽ thỏa cái điều kiện là hàm số này nó sẽ đồng biến. Đúng không? Hiểu không? Hiểu. Rồi, hiểu. Làm được không? Thầy thấy trả lời được mà. Sao nãy không giơ tay? Không tự tin hả? Ừ, mạnh mẽ lên. Rồi, được rồi. Cảm ơn em. Rồi, vậy thì thằng này AB của mình là gì? A là, đây nè, A là 2M. Rồi thôi bài này em khỏi xác định AB cũng được, nó không có ý nghĩa gì hết. Rồi, các bạn làm tương tự câu B, C, D. Rồi, em bạn nào làm được hết thì cứ giơ tay nha, để thầy biết. Rồi, bạn thầy mời bạn số 8. Rồi, bạn số 8 có đó không? Bật mic lên nhìn thầy đi em. Đâu rồi, đâu rồi. Dạ. Rồi, thầy nghe. Rồi, hàm số nghịch biến thì sao? Tương đương với cái gì? A bé hơn không? Đúng rồi, A âm. A âm vậy tương đương với cái gì âm? Rồi, A đâu? Chỉ A ra cho thầy coi. Vậy là trừ 5MX. Thầy cho trả lời lại một cái nữa. Trả lời bậy là quánh đòn liền. Cái gì? A là cái gì? Đây, thầy ghi trên này luôn nè. Y bằng AX cộng B nha. Rồi, A là cái gì? Là bao nhiêu? A là trừ 5M. Đúng rồi, A là cái thằng này thôi nha, nó không có chứa X nha. Đây, nhìn lên công thức này cho thầy. A là cái phía trước X thôi, mình không có lấy cái chữ X. X của mình là biến số, còn A là hệ số. Hàm số nghịch biến thì hệ số nó âm thôi. Ok không? Ổn không? Dạ, ổn. Rồi, vậy thì trừ 5M nó sẽ âm. Vậy thì tương đương M nó sẽ như thế nào? Dạ, M là nó bé hơn không. Bé hơn không? Bé hơn hay lớn hơn? Dạ, bé hơn. Rồi, em còn nhớ quy tắc chia cho một con số âm không? Nhớ không? Dạ, sai. Mình chia cho một con số âm thì mình phải đổi chiều thằng này lại. Đây, phía trên nè, em chia 2 vế cho 2 thì giữ nguyên chiều. Còn cái này nè, cái phía dưới á. Đây, phía dưới này nè, em chia 2 vế cho trừ 5
thì phép toán của mình nó sẽ bị đảo chiều lại. Đấy. Nhớ không? Biết cái này không? Dạ biết, biết. À, vậy là do quên đúng không? Rồi cái này nhớ nha, nhớ lưu ý nha. Khi chia cho con số âm thì mình phải đảo chiều lại. Rồi, được rồi, cảm ơn em. Rồi, chưa có bạn nào làm được hết à. Rồi, em mời Thành Lợi. Thành Lợi ơi, còn nói không em? Dạ có. À, rồi, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu thầy. À, rồi, vậy hiểu rồi thì làm câu C cho thầy. Làm được thầy mới tin là em hiểu. Em nhân vô như này tại em chưa làm trước đây thì em nhân cái có vô rồi ok luôn. Rồi cho em nhân luôn. Vậy y bằng y bằng 2mx. 2mx cộng cộng x. Cộng x. Cộng 5. Cộng 5. Rồi sao nữa? Cũng ngày thành 3mx. Ừ. Đấy rồi. Đây nè. Rồi em bị nhầm cái này rồi nè. Bây giờ đây đây, như thế này cho em dễ hiểu nha. Bây giờ em có 2 trái cam nè. Em cộng với 1 trái xoài nè. Em ra được cái gì em nói thầy nghe xem. Đúng là 2 trái cam, 1 trái xoài. Ờ, vậy em có ra được 3 trái gì không? Dạ không. Ờ, không. Vậy tại sao ở chỗ này là em 2m? Mà chỗ này em là cộng 1 mà em ra được 3m. Đây, 2m nữa, cộng 1 nè. Làm sao ra được 3m? Đúng không? Thằng này có bằng không? Dạ, không. Ờ, không. Khi nào nó mới bằng 3m? Chỗ này em phải cộng thêm bao nhiêu nó mới bằng 3m? Chỗ này em phải cộng thêm m. Hai cái thằng này nè, nó phải cùng cái đơn vị với nhau. Đó. Dạ. Thấy không? Thấy chỗ sai không? Hiểu chỗ đó không? Hiểu. Rồi vậy là vậy. Rồi vậy giải quyết lại xem. Rồi đầu tiên em xác định A cho thầy đi. A là thế nào? A là 2m cộng 1. Đấy, A nè. Vậy hàm số đồng biến tức là A nó phải sao? A lớn hơn 0. Ừ, A lớn hơn 0. Vậy thì chỗ này mình cứ giữ nguyên thôi, người ta đã gom lại sẵn cho mình rồi nè. Tương đương 2m cộng 1 lớn hơn 0. Tương đương 2m cộng 1 lớn hơn 0 rồi, đúng rồi, chính xác. Rồi tương đương. Tương đương m lớn hơn 0. M lớn hơn, chắc không? Chắc chưa? Được chắc. Cho em cơ hội đó. M lớn hơn 0. Rồi em làm gì để ra được M lớn hơn 0 nữa thầy nghe coi. Giờ thì M cộng 1 trừng trừng từ từ như thầy. À, trừng 1. Rồi, ok. Lên. Thì M chuyển cộng 1 qua phía bên phải thầy. Đúng rồi, em phải chuyển số 1 này qua nè. À, để này đó mà cho các bạn theo dõi kịp luôn. Đây, em muốn giải cái này nè, thì em phải chuyển số 1 qua bên đây trước. Đó, vậy mình sẽ ra được gì? Đó là 2M trừ 1. Nó lớn hơn, trừ 1. Rồi các em nhớ, chuyển vế thì mình phải đổi dấu nha. Rồi, vậy tương đương. Tương đương M bằng trừ 1 phần 2. Rồi, không có bằng em. Cái dấu của mình vẫn là dấu lớn. Lớn hơn trừ 1 phần 2. À, lớn hơn trừ 1 phần 2. Rồi, tại sao chỗ này em không đổi chiều giống bài trên? Em nên giải thích thầy nghe coi. Vậy tại thì nhân với một số dương thì không đổi. À, chia chỗ này, trường hợp này của mình là chia chứ không phải là nhân nha. Trường hợp này của mình chia 2 vế cho, chia cho 2. Mình chia cho một số dương thì mình không có đổi chiều. Mình giữ nguyên chiều. Rồi, được không? Hiểu không? Dạ hiểu. Chắc chưa? Dạ chắc.
À, rồi, cảm ơn em. Yeah, câu D hơi dễ hả? Câu D thầy sửa xíu nha. Đây, phải cộng ít vô ngay chỗ này. Đó. Rồi, bạn nào tự tin làm được câu D, giơ tay thầy xem. Rồi, alo, alo, có ai được không? Nobody. Rồi, thầy mời một bạn bất kỳ nha, bạn số 7. Dạ. Rồi, ba câu trên em hiểu không? Dạ, hiểu. Có bị vướng chỗ nào không? Dạ, không. Thiệt hiểu không? Dạ, hiểu. Rồi, vậy thì làm câu đề với thầy coi. Dạ là A bé hơn 0. Rồi, nghịch biến thì A bé hơn 0. Rồi, A là cái nào? Em chỉ ra cái A cho thầy coi. Dạ, A là 4 trừ 2M. 4 trừ 2M, chắc chưa? Từ, rồi, có... Rồi, thầy cho cái gợi ý nè. Này, ở đây còn ít nữa nè nha. Nãy giờ mình làm sao nhớ không? Mình phải gom nó hết lại. Dạ, đúng rồi. Rồi, hai này em gom lại được không? Đặt ít ra thôi. Nhớ bài toán đặt ít không? Nhớ bài toán đặt nhân tử chung không? Bài toán đặt nhân tử chung mình học năm lớp 8 á. Vậy em đem ít ra ngoài nè. Rồi đem ít ra ngoài nè. Vậy bên trong còn gì? Đem ít ra ngoài. Bên trong 4 trừ 2M. 4 trừ 2M. Cộng 1. Cộng 1. Đó, ok không? Hiểu rồi. Rồi, mất tiêu luôn rồi. Ủa, thầy ơi, nãy tự nhiên thầy đang nói cái thầy đứng lại luôn. Con không được. Vậy hả? Nghe em nghe lại chưa? Dạ rồi. Vậy chắc tại mạng nhà thầy nhiều khi đâu lúc nó chập chờn vậy đó. Rồi, chỗ này ra, cộng hai thằng lại ra nhiêu? Ủa là sao? Từ. Dạ là 3, 7 từ. 5 trừ 2M. Đúng rồi, 5 trừ 2M. Nhân ít đúng không? Dạ. Vậy A của em là gì? Dạ, 5 trừ 2M. Đúng rồi, A là 5 trừ 2M. Rồi, đúng 5. Không. Rồi, vậy M nó sẽ như thế nào? Trừ 2M bé hơn trừ 5. M lớn hơn M. Dạ là M lớn hơn 5 phần 2. Sao tự nhiên đổi chiều của thầy vậy? Dạ tại chia cho số âm. Số âm của em là nhiêu đó? Dạ trừ 2. Rồi đúng rồi, số âm của em nó là trừ 2 đó. Em chia cho trừ 2 thì em về đảo chiều. Rồi chính xác. Rồi em kêu em. Này, chia cho trừ 2 chia xuống đây. Rồi, ok hết ha.
Các bạn nào chưa hiểu thì cứ mạnh dạn giơ tay nha, để thầy giải thích nha. Rồi, tiếp ta qua một khái niệm mới. Đó là điểm. Điểm thuộc hàm số. Rồi đâu em nào còn nhớ đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b, hàm số bậc nhất á, nó là đường gì, còn nhớ không? Bạn nào còn nhớ để lại với thầy coi. Rồi, thầy mời bạn số 3. Dạ, thưa thầy, là đường thẳng. Rồi, đúng là nó đường thẳng. Rồi, thầy vẽ nó đi lên như vậy nè. Là đồng biến hay nghịch biến vậy? Dạ, thưa thầy, là đồng biến. Rồi, đúng rồi. Hàm số được cái đồ thị của nó đi lên là nó là đồng biến. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bắt đầu. Thầy bây giờ thầy gọi. Thầy gọi cái đồ thị này nè, tên của nó là D đi. Các em nhớ chữ D phải đóng ngoặc, mở ngoặc lại nha. Thì nó là tên của đồ thị á, tên đồ thị này là D. Thay vì ghi Y bằng AX cộng B thì nó dài quá, giờ ghi chữ D thôi. Rồi bây giờ thầy có một cái điểm A nè. Một cái điểm A có tọa độ là XA, IA. Thì cái điểm này nè, cái điểm A nè, nó thuộc cái đường thẳng D. Khi và chỉ khi. Cái hai cái tọa độ này nè. Đây nè, thằng này là hoành độ nè. Đây, hoành độ nè. Đây, em thế vào bên này. Thằng này nè, em thế vào bên này, nó thỏa mãn thì nó sẽ thuộc. Hoặc nếu nó đã thuộc rồi thì em thế vào này thì nó sẽ thỏa mãn. Vậy thì tương đương là y a bằng a nhân x a cộng b. Rồi thì ví dụ cho điểm A có tọa độ là 1, 2 và đường thẳng D có phương trình là y bằng 2x cộng 3 đi. Rồi, bạn nào cho thầy biết là điểm A này nó có thuộc đường thẳng D hay không? Rồi, thằng này có thuộc không? À, các em suy nghĩ coi. Rồi, bạn nào được giơ tay giúp thầy nha.
Rồi, không ai được ha. Rồi, bạn số 5. Bạn số 5 đi. Dạ. Rồi, được không em? Cái ý thì nói phía trên là hiểu không? Có hiểu không? Phía trên hiểu. Cái trên thì hiểu hả? Dạ. Cái trên thì hiểu mà xuống dưới lại không hiểu, hay lại không làm được. Rồi đây, em muốn biết nó có thuộc hay không á, thì em thế tọa độ nó vào đây. Coi nó có thỏa mãn hay không. Thỏa mãn là sao? Thỏa mãn tức là nó đúng á. Tức là bây giờ nè, em thế vô em được 2 bằng 2 nè. Cái phép toán này đúng không? Dạ đúng. Ờ đúng, vậy thì nó thỏa mãn tức là nó thuộc á. Còn thí dụ em thế ra một hồi nè, em được 2 nè bằng 1 nè. Vậy phép toán này có đúng không? Dạ không. Ờ nó không đúng, tức là nó không thỏa mãn. Vậy là điểm A này nó không thuộc đường thẳng này thôi. Hiểu không? Dạ hiểu. Rồi, vậy em thế thử cho thầy coi coi. Dạ thấy không? X 1 nè, thế vô chỗ của X. 2 nè, thế vô chỗ của Y. Dạ. X là hoành độ, Y là tung độ. Rồi, vậy thế thử xem. Vậy ta có. Ta có là dạ, rồi, 2. Giờ dạ, trình bày về đi, cho nó hợp lý nè. Giờ thế tọa độ, thế A. Rồi, thế A có tọa độ là 1, 2 vào D. Ta được. Rồi, ta được cái gì? Thưa thầy là 2 bằng 2 bằng 2 nhân 1 cộng 3. 2 bằng 2 nhân 1 cộng 3. Rồi, tương đương? Tương đương là 2 bằng 5. Chỉ 2 bằng 5. Vậy em thấy nó có đúng không? Hay nó vô lý? Quá vô lý đi chứ. Đúng không? 2 làm sao mà bằng 5 được? Vậy thì mình suy ra là điểm A của mình có thuộc D không? Không. Rồi, điểm A không thuộc D. Không thuộc D thì em ký hiệu như vậy nha. Cái này là ký hiệu thuộc nè. Và gạt xuống một cái là nó không thuộc. Đây, không thuộc D. Rồi, được không? Ổn không em? Dạ, ổn. Rồi, cảm ơn em. Rồi các em xem lại đi nha, có hỏi gì thì hỏi nha. Để thầy qua phần khác. Rồi, thì chúng ta tiếp tục nha. Rồi, vậy làm ví dụ cho thầy thử. Nhìn áp dụng 3. Bây giờ em xác định giờ tìm M để điểm A thuộc đường thẳng D.
Rồi, thì cho tọa độ điểm A phía trên luôn, cho nó dễ. Điểm A cho là 1, 2 đi. Thuộc D. Ngay chỗ này nè, ngay chỗ này mình có thể dùng một cái từ khác á, em có thể dùng một từ thay thế á, tức là đường thẳng D nè, đi qua điểm A. Đây, thầy vẽ lại cái đồ thị cho các em thấy nha. Đây, đường thẳng D nè. Này, điểm A. Thì mình có hai cách nối. Cách nối thứ nhất á, đó là điểm A nè. Điểm A này nè, thuộc đường thẳng D này nè. Hoặc mình có thể nói ngược lại, đó là điểm D này nè, đi đường thẳng D nè, đi qua điểm A. Đó, mà nói cách nào cũng được ha. Rồi, thằng này thầy sẽ cho D là y bằng 2m x trừ 3. Rồi, các em bắt đầu làm đi. Rồi, chỗ này nè, ở trên thêm đi. Cái đề là em xem khi đó, khi mà điểm A này thuộc M rồi nè, thì khi đó cái đồ thị của mình là đồng biến hay nghịch biến? Khi nó hàm số đồng biến hay nghịch biến? Rồi, em nào cảm thấy làm được thì mình cứ giơ tay nha. Rồi, một bạn. Rồi, lại đi. Lại làm đi rồi cho các bạn làm theo mấy câu sau. Dạ thưa thầy, là thế A 1,2 vào D ta được. Rồi, ok. Bây giờ mình có nè. Ta có. Trình bày như em lúc nãy nó cũng được nha, thế A vào D cũng được, hoặc là ghi là ta có A là 1, 2 thuộc D nè. Rồi, D có phương trình gì đó. Rồi, tương đương là, rồi em thế vô cho thầy đi. Dạ thầy, là 2 bằng 2M nhân 2 nhân M nhân 1 trừ 3. 2 bằng 2M nhân 1 trừ 3. Trừ 3. Rồi, em chờ thì xíu. Rồi các em thấy nè, số 1 của mình nè, nó chính là x. Đây, các em thế vô ngay chỗ này cho thầy. Còn đây nè, đây chính là y. Rồi thế vô ngay chỗ của y thôi. Đó, thế vô ngay đây. Không có gì khó khăn hết.
Rồi, tiếp em. Dạ, hay là bằng 5, tương đương 5 bằng. 5 bằng 2M. 2M, rồi, chỗ này chỉ là chuyển vế, đổi dấu, là cộng dồn lại đó nha. Mấy cái này là em phải làm được. Rồi, vậy tương đương M bằng? M bằng 5 phần 2. M bằng 5 phần 2. Rồi, ok, chính xác. Rồi, vậy thì hàm số của mình là đồng biến hay nghịch biến? Hay đồng biến. Sao em biết nó đồng biến? Rồi, tại vì nếu nhân vô nó là số dương, 2 nhân 5 phần 2 là sao ra số dương. Ừ, đúng rồi, vậy tức là em phải đi xác định hệ số A trước đúng không? Dạ. Rồi. Rồi, vậy chỗ này các em phải đi xác định AB trước. Rồi, vậy thì chỗ này AB của mình là A bằng 5. Rồi, thầy viết trên nha, để xuống chứ không đủ. Rồi, A của mình nè, A của mình nó chính là 2M á. Còn B của mình là trừ 3. Rồi, bằng gì? Bằng 2 nhớ. Đấy, M mình vừa tìm được nè. Đây nè. 5 phần 2. Đúng rồi, M tìm được, vừa tìm được là 5 phần 2 thế vô đây. Rồi, nó sẽ bằng 5. Rồi, vậy 5 nó dương hay nó âm? Dạ, là dương. Dương, vậy mình suy ra là? Đồng biến. Đồng biến đúng không? Dạ. Rồi, ok, chính xác rồi đó. Rồi, good. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ai được nữa không? Rồi, rồi, tranh thủ đi, câu B còn dễ nè, chứ để một hồi xuống gặp câu C mà nó khó mà gặp thầy kêu trúng nữa là đen lắm á. Tốc độ lên. À, bạn số 14. Số 14 rồi, mở mic lên nhấp phải đi. Dạ. Rồi, hiểu không em? Dạ, hiểu. Rồi, từ từ chờ đi xuống nha. Ừ, rồi, hiểu đúng không? Nhắm mình làm được không? Dạ, được. Làm được phải vô tay chứ. Thử tính lên. Sai thì thầy sửa chứ đâu có gì đâu. Còn nếu mà em không giơ tay thì không có kêu tới em. Nhiều khi em sai mà em không biết được em sửa, cái đó mới nguy hiểm á. Rồi làm tương tự như trên cho giúp thầy này. Ta có mình A, có A 1, 2 thuộc D. Rồi em nên ghi cái phương trình của D lại nha. Rồi mình có được cái gì? 2 bằng 3 x 1 trừ 2M. 2 bằng 3 x 1 trừ 2M. Trừ 2M. Giờ tương đương trừ 1 bằng trừ 2M. Rồi tương đương trừ 1. Rồi trừ 1 đúng rồi. Rồi bằng trừ 2M. Rồi vậy tương đương M bằng gì? Bằng 1 phần 2. Bằng 1 phần 2. Rồi tại sao em chia cho số âm em không đổi chiều? Giải thích này nghe coi. Dạ, dấu bằng đổi chiều bằng cái này. Cái này là dấu bằng, cái này là phương trình, chứ đâu phải là bất phương trình như lúc nãy đâu mà đổi chiều đúng không? Chỉ có bất phương trình mới đổi chiều thôi nha. Chứ cái này mà em sửa lại là bé, dấu bé hơn là chết thầy á. Rồi, vậy em xác định AB cho thầy coi. Dạ. A ban đầu của mình là trừ 2M nè. Đó, 7. A của mình là nhiêu? Ba. Đúng rồi, A của mình là 3. Rồi, vậy B là bao nhiêu? B đây đúng không? B là trừ 2M. B là trừ 2M. Rồi, vậy là bằng bao nhiêu? Rồi, thấy M chưa? M mình vừa tìm được nè. Thấy chưa? Bằng trừ 1.
Rồi bằng trừ 1 đúng rồi. Vậy hàm số của mình đồng biến hay nghịch biến? Dạ đồng biến. Rồi đồng biến A lớn hơn 0 nè, suy ra nó đồng biến. Rồi ok hiểu không? Dạ hiểu. Rồi được rồi, cảm ơn em. Rồi bạn tiếp theo. Rồi lại không có ai giơ tay. Em không giơ tay hồi thầy kêu thầy họ khó đáng chịu nha. Rồi mạnh dạn lên mấy đó. Nhắm làm được thì cứ giơ tay đi, đừng ngại gì hết. Rồi bảng số 2, đây là bảng số 2. Rồi bảng số 2 đâu rồi, bật mic lên nhất thầy đi. Trời không thèm mật luôn, khỏi trả lời luôn, mấy đứa này khôn ghê thiệt chứ. Rồi bạn lại làm xong rồi. Rồi còn ai khác nữa không? Rồi bạn số 14. Rồi vừa giơ tay luôn, rồi làm đi em. Dạ. Rồi, em là cô xe giúp thầy. Được dạ, không? Đúng không? Được, được, được. Dạ, à, rồi, ok, ok. Rồi, vô. Dạ, ta có A, 1, 2, thuộc D. Rồi, tiếp đi. Giống như trên thôi. Rồi, tương đương đi. Thế giờ tương đương là 2 bằng với 2M cộng 1. 2 bằng 2M cộng 1. Nhân 1. Rồi, nhân 1. Cộng 3M cộng 2. Rồi quá dễ luôn. Rồi tiếp. Tương đương 2. 2 bằng khúc cá nhân vô 2 bằng 2M cộng 1. Rồi cộng 3M cộng 2. Rồi chỗ này em ghi lại thôi. Rồi tiếp. Ờ 2M chuyển qua là trừ 2M trừ 3M. Rồi rồi. À, rồi rồi em cứ nói tiếp đi. Rồi sao nữa? Trừ 2M trừ 3M bằng trừ 2 cộng 1 cộng 2. Rồi ok. Rồi thầy chỉ em chỗ này nhanh nè. Làm tốc độ luôn nè. Em thấy số 2 này nè. Với số 2 này nè, thấy không? Nó nằm bên hai vế nè, thấy không? Mật. Đó, vậy cho nhanh. Tại số 2 này em chuyển qua thì nó thành trừ 2 đúng không? 2 trừ 2 thì mất thôi. Rồi, 2M nè. Với 3M nè. Rồi em cộng nó lại trước đi. Rồi mình chuyển đi luôn cho nó nhanh. 2 cộng 3 ra nhiêu? Dạ, 5. Rồi, 5. Vậy mình chuyển qua bên đây thì nó thành trừ 5. 5M. Ừ, rồi số 1 mình vẫn giữ nguyên. Đó, tốc độ không? Rồi, tiếp. Vậy em M bằng? 1 phần trừ 5. Rồi tương đương em bằng 1 phần trừ 5 hả? Rồi nó chính là trừ 1 phần 5 em. Cái dấu trừ em đem lên giữa cũng được và đem lên trên cũng được. Không có vấn đề gì hết. Rồi vậy xác định nhanh cho thầy coi A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu. Dạ A là 2M cộng 1. Ừ. Rồi vậy nó bằng bao nhiêu?
Rồi tính tính thử xem. M mình vừa tìm được nè. Giờ là 3 phần 5. Rồi 3 phần 5. Chắc chưa? Hãy tính em nha. Rồi 3 phần 5. Rồi lớn hơn không? Rồi vậy mình suy ra đồng biến. Đúng rồi, suy ra đồng biến. Rồi B. Giờ là 7 phần 5. Rồi B là 7 phần 5. Rồi ổn không? Ổn không em? Dạ ổn. Rồi quá ổn nha chứ. Rồi cảm ơn em. Rồi các bạn nào không hiểu không? Cứ việc hỏi nha. Các bạn không hiểu thì cứ hỏi đi, thầy không có la đâu. Chừng nào thầy giao bài tập mà không làm á thầy mới la. Còn mình không hiểu mình hỏi nó là chuyện bình thường. Rồi còn câu D có bạn nào làm được không? Câu D là 2M cộng 5X cộng 3 cộng X. Rồi thì biết là câu D ở đây. Câu D là Y bằng 2M cộng 5X cộng 3 cộng X. Rồi có ai làm được không? Giơ tay giúp thầy đi. Rồi quá trời nè. Rồi bắt đầu hiểu rồi đúng không? Bắt đầu ngộ ra được chân lý rồi đó. Rồi bạn số 12 đi. Rồi giúp thầy đây. Dạ ta có A. Rồi thì cứ nói đi em. Ta có A 1,2 thuộc D. Rồi mốt em đọc như nè. Ta có A 1 rồi em nghỉ xíu rồi em qua số 2 chứ không cần phải đọc dấu phẩy này nha. Dạ. Rồi, ta có A 1 rồi nghỉ xíu 2 rồi thuộc D. Rồi thầy bài này thầy trình bày rõ ràng luôn nè. Này còn chỗ trống quá trời nè. Mình nên ghi cái phương trình của D ra. Rồi, ok, rồi mình có được điều gì? Dạ, 2 bằng 2 bằng 2M cộng 5 nhân 1 cộng 5 nhân 1 cộng 3 cộng 1 cộng 3 cộng 1. Rồi, quá dễ. Rồi, thầy ghi cho bạn nào chưa hiểu chỗ của x nè. Đây, thế vô vị trí của x. Rồi, thế vô vị trí của x này luôn. Rồi, đây là y nè. Thế vô vị trí của y. Rồi, các em chú ý nè, chỗ này nè. Các em không cần phải gom x chung vào trong này trước. Mà hồi mình thế vô mình tính toán cũng được. Hoặc các em muốn gom vào cũng được. Rồi, tiếp. Rồi tiếp em. 2 bằng 2m cộng 5 3 cộng 1. Rồi. Ok. 2 bằng 2m cộng 9. 3 8 9. À đúng rồi. 2m bằng 7. Chắc không? Chốt chưa? Chốt kèo chưa?
Trừ 2m bằng 7. Ờ đúng rồi, trừ 2m bằng 7. Em chuyển đi thì em bị đổi dấu. Rồi, tương đương. Trừ 7 phần 2. M bằng trừ 7 phần 2. Rồi, chính xác. Rồi, tới cái phần sắp sửa sai nè. Rồi, cẩn thận nha. Rồi, em đi xác định AB cho thầy. Dạ, A là 2M cộng 5 cộng 1. Đúng rồi, chính xác. Tại vì á, cái này nó không đơn giản là cái này không là A đâu mà nó phải cộng thêm thằng bên này nữa nè. Đó, cộng dồn hai này lại. Còn nếu ban đầu á, nếu ban đầu mà các em muốn gom trước á, thì cũng được. Thì gom lại nó sẽ ra 2M cộng 6X cộng 3. Đó, còn không thì mình từ từ mình gom. Rồi hiện này nó sẽ ra là 2M cộng 6. Rồi B là nhiêu em? Dạ là 3. Rồi B là 3. Rồi chỗ này thế vô cho thầy. M mình vừa tìm được nè. Đó, 2 thế nó vô. Trừ 7 phần 2 cộng 6 bằng trừ 1. Rồi 2 nhân trừ 7 phần 2 cộng 6 bằng trừ 7 cộng 6 ra là trừ 1. Rồi, nó âm. Rồi, vậy mình suy ra điều gì đối với hàm số này? Dạ là nghịch biến. Đúng rồi, nó là hàm số nghịch biến. Rồi, hiểu không? Nắm chắc không? Dạ hiểu. Rồi, cảm ơn em. Rồi hôm nay mình học nhiêu đây thôi nha. Các bạn nào học ra sao thì cứ out trước đi, thầy sẽ cho bài tập về nhà và thầy sẽ up lên nhóm. Còn các em nào mà không có học ra sao thì chờ thầy xíu để thầy ghi bài tập. Rồi, vô bài tập về nhà. Rồi, bài số 1. Số 1 cho cái gì đây? Số 1 xác định AB cho thầy đi.
Rồi, làm ba bài đi ha. Rồi các em được, được rồi, các em dừng lại đi. À, một hồi thầy sẽ chụp thầy gửi lên nhóm cho. À, giờ các em trả lời giúp thầy mấy cái này. Rồi, còn đông không? Rồi cái mã số này của em là do trung tâm cấp đúng không? Rồi mà thầy nhận được một cái danh sách khác. Bây giờ các em nói lại với thầy để thầy nắm tên của các em. Rồi các em nhớ lưu ý cho chỗ này giúp thầy nè. À, có thể nghe nha. Các em nộp bài á. Nghe nè. Các em nộp bài thì các em nhớ ghi số của các em trước. Sau đó gạch một cái các em ghi lớp toán chính. À, để thầy biết thầy thống kê lại. Chứ lớp của thầy quá trời mà thầy các em gửi các em không ghi số thầy thì hơi khó cho thầy. Rồi nhớ nha. Số và lớp. Rồi nếu mà có thể thì thầy sẽ sửa bài cho từng bạn luôn, thầy sẽ gửi trực tiếp cho các em luôn. Còn nếu không thì qua bữa sau thầy sẽ sửa chung. Nha, các ráng làm bài đầy đủ giùm thầy. Rồi lợi bữa sau nhớ sửa số nha em. Khi em đăng nhập em nhớ ghi số của em. Lợi là số mấy? Số 10 thầy. Rồi số 10. Rồi được rồi. Rồi cảm ơn em. Rồi. Rồi bạn lại có quyền ao trước, bạn lại có quyền nghỉ. Rồi bạn số 5 tên gì? Dạ Mai Xuân thầy. À, gì em? Nói lại như thầy cái. Dạ Huỳnh Nguyễn Mai Xuân. Huỳnh Nguyễn Mai Xuân. Rồi cảm ơn em. Rồi bạn số 4. Dạ thầy là Võ Hồng Thanh. Rồi bạn số 13. Dạ Nguyễn Phúc Vinh. Phúc Vinh. Bạn số 4 cái này. Rồi ok. Rồi tiếp theo bạn số 11. Dạ Nguyễn Ngọc Khánh Như. Đây. Rồi tiếp bạn số 14. Dạ Bùi Châu Hồng Ngân. Bùi Châu Hồng Ngân số 14. Rồi bạn số 2. Dạ anh Thư số 7 nha. Anh Thư số 7. Rồi cảm ơn em. Rồi bạn số 7. Dạ là Huỳnh Ngọc Minh Như. Minh Như rồi đây. Rồi anh Thư số mấy em? Số 2 trên bảng này. Rồi đúng số luôn đúng không? Dạ không, hồi đó con số 1. Rồi em xong máy. Alo. Dạ. Dạ nó lại với thầy chưa nghe. Số 1 thầy. Số 1 hả? Số 1 đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi Tuyết Anh. Dạ con chưa Tuyết có số. Anh, số mấy em? Dạ con chưa có số. Rồi vậy em chờ thầy xíu nha. Còn ai nữa không? Bạn số 14 thầy gọi chưa? Dạ rồi. À, rồi hả? 14 là Hồng Ngân rồi đúng rồi. Rồi bạn số 7 thì kêu chưa? Dạ kêu rồi thầy. Kêu rồi luôn hả? Rồi Minh Như. Rồi được rồi. Rồi cảm ơn em. Rồi Tuyết Anh. Tuyết Anh. Đào Tuyết Anh phải không em? Dạ.
Rồi Đào Tiết Anh em số 13 luôn nha, bữa sau sửa số giùm thầy nha. Thầy có bảng số 13 mà thầy. Ừ tại thầy chưa. Ủa ờ có rồi ờ. À, từ từ có bạn nào trùng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi tạm thời Tiết Anh số 14 đi nha. Số 14 có rồi luôn hả? Hôm nay có mấy bạn vắng. Rồi tạm thời em số 15 đi, rồi bữa sau thì xem lại các bạn nào vắng hay sửa số lại cho nha. Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi mình nghỉ nha. Chào em. Tối tiếng rồi.